ra trường rồi, ông có dự định gì chưa? Tôi vẫn đang suy nghĩ. Trời, ông hỏi thừa, nhà nó có điều kiện như thế. Ông cứ nói thế, tôi cũng đau đầu suy nghĩ lắm chứ. Đang tính về công ty ông già, ai tự mở doanh nghiệp riêng. Chẳng bù cho anh em mình. Đàn ông quan trọng nhất là chí tiến thủ. Mình điểm xuất phát thấp thì phải cố gắng gấp 10, thậm chí gấp 100 lần. Anh em mình sẽ giàu hơn nó. Nay họp lớp mà ông biết tin gì chưa? Ui, giờ làm ăn thua lỗ, sắp phá sản rồi. Ông trời đúng là con mắt. Ơ, Huy kìa. Thiềng ấy, nghe nói công ty ông sắp phá sản. Có cần bọn tôi giúp ít vốn không? Sao các ông biết? Chú anh em không phải ngại, bọn tôi lấy lãi rẻ thôi. Không. Ơ, chú thích. Các ông có nhìn thấy gì không? Tập đoàn Hoàng Huy. Hoàng là tên bố vợ tôi. Còn Huy... Công ty thua lỗ, nhưng bố vợ tôi giàu. Sóng gió phủ đời trăng, tương lai nhờ đằng vợ.